Phan mang rau xanh ra sân bay đón Hoa hậu Thùy Tiên nghỉ hưu trở về Việt Nam. Khoảnh khắc Thùy Tiên bên bó rau xanh Phan tặng ngày trở về Việt Nam khiến dân tình thích thú. Sau chặng đường dài đồng hành cùng Miss Grand International 2022 với tư cách là cựu Hoa hậu tại Indonesia, tối ngày 25 tháng 10, Thùy Tiên chính thức kết thúc nhiệm kỳ công tác và trao vương miện cho tân Hoa hậu Brazil. Sau đêm chung kết, Thùy Tiên ở lại Indonesia vì lịch trình vẫn còn. Cô kết hợp du lịch và nghỉ ngơi. Tối mùng 2 tháng 11, Thùy Tiên đáp chuyến bay trở về Việt Nam. Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 xuất hiện tại sân bay với trang phục giản dị và được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Tuy nhiên, điều thu hút mọi sự chú ý chính là món quà Thùy Tiên nhận được từ người hâm mộ ngay tại sân bay. Theo đó, có fan đã tặng cho chân dài 9X một mớ rau xanh. Rất nhiều người biết nữ hoàng 9X vốn là người không thích ăn rau. Chứng kiến cảnh này ai nấy đều không nhịn được cười, cho rằng FC Hoa hậu Thùy Tiên quá lầy lội. Đây không phải là lần đầu tiên Thùy Tiên nhận được những món quà dễ thương lầy lội từ người hâm mộ. Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 từng được các fan tặng bánh bông lan trứng muối, món ăn ruột của Thùy Tiên, bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học. Sự chào đón của khán giả khiến Thùy Tiên bất ngờ và xúc động. Nàng hậu xuất hiện trong vòng vây người hâm mộ với gương mặt rạng rỡ, khóe miệng luôn nở nụ cười. Thùy Tiên ở lại ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ. Sau đó, cô vẫn vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi lên xe. Thùy Tiên nói rằng cô không mong đợi nhiều người đến vậy, cảm giác này giống như khi cô trở về Việt Nam khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021. Thùy Tiên vẫn vậy, luôn hòa nhã, gần gũi và thân thiện, yêu người hâm mộ. Cô chia sẻ, những tình cảm đặc biệt này chắc chắn là một chất xúc tác để Tiên có thêm nhiều nguồn năng lượng mới cho hành trình phía trước. Cảm ơn mọi người vì tất cả. Trong ngày trở về, Thùy Tiên ăn mặc giản dị. Tuy nhiên, nhan sắc và vóc dáng của người đẹp vẫn khiến khán giả phải ngỡ ngàng. Dù chỉ qua những ảnh cam bình thường, khó có thể nhận ra bất kỳ khuyết điểm nào trên ngoại hình của Thùy Tiên. Ngày 25 tháng 10, Thùy Tiên đã trao lại vương miện cho người kế vị là Hoa hậu Hao Lamenin, chính thức kết thúc nhiệm kỳ gần một năm vơ ý nhiều dấu ấn. Sự trở lại Việt Nam lần này đồng nghĩa với việc Thùy Tiên sẽ xuất hiện tại nhiều sự kiện văn hóa và giải trí khác nhau tại Việt Nam với tư cách là cựu Hoa hậu Hòa bình quốc tế.